tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Nhân dịp của xuân mới, xuân Mậu Tuất 2018, xin được gửi tới tất cả quý vị đại biểu khách quý một lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trong nhiệm kỳ 2014-2018 vừa qua, ông bà Chánh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn cùng với giáo xứ đã dành thời gian, lòng nhiệt huyết của mình để góp phần xây dựng giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển và tươi đẹp. Hôm nay ngày ông bà Chánh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn đến thời gian phòng hóa mãn nhiệm, rất vui mừng được đón nhận tình cảm của các vị đại biểu khách quý đến với gia đình chúng tôi để cùng chung dự với niềm vui này. Và xin quý vị chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ông bà Chánh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn phong hóa mãn nhiệm. Thưa quý vị, để thay đổi không khí hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng cảm nhận với một không khí rất ấm áp của những ngày đầu mùa xuân. Chúng ta sẽ dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và dành cho gia đình chúng tôi với những lời chúc mừng thân thương nhất. Để tiếp tục gặp với chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc được Minh Huê trình bày với ca khúc Tình Ca Tri Ân. Xin quý vị cùng nhiệt liệt chào đón Minh Huê một tràng pháo tay. Thank you.
trong cõi hư vô, cho con nên vọng nên tay rất nồng nhiệt của quý vị đã cảm ơn Minh Huê với ca khúc rất ý nghĩa vừa rồi. Kính thưa cha chánh xứ, thưa quý thầy xứ, quý gì, các cụ chánh phó trương xứ, các cụ trường cựu đương và các chức danh của giáo xứ cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý gần xa. Ngày hôm nay gia đình ông bà chánh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị đến để tham dự tiệc mừng vòng hoa mãn nhiệm, và tất cả quý vị cũng như cha chánh xứ, quý thầy xứ, quý dì và các cụ phó trường xứ, các cụ trùm cựu đương và các chức danh của giáo xứ cùng toàn thể quý vị đến có những lời phát biểu cùng những lãng hoa chúc mừng. Và ngay sau đây sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời cha xứ sẽ lên có lời phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Cùng với toàn thể giáo xứ Quân Lộc, cách riêng cùng với sự hiện diện đầy yêu thương, hiệp nhất và bình an nhân dịp đầu xuân mới trong ngày Tết Nguyên Tiêu hôm nay, trong hội trường này có sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý cụ trong ban giám trường cựu đương, các cụ trùm cựu đương, các quý chức của toàn thể giáo xứ trong thời gian vừa qua. Ông bà Chủ tịch Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn đã cống hiến, đã phục vụ nhiệt tâm, nhiệt tình và đã được mãn nhiệm thanh thỏa trong bữa phong hóa hôm nay kết thúc. Xin được cùng với giáo xứ và các cụ cùng với quý khách và quý chức hiện diện ở nơi đây xin được cảm ơn ông bà và gia đình, cùng với sự cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe và chúc mừng cho toàn thể gia đình được bình an mạnh khỏe. Tiếp tục sau đây sẽ hết tâm hết sức với các công việc của giáo hội địa phương và giáo xứ Quân Lâm này. Chúng ta xin vỗ một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng cho ông bà Chủ tịch hôm nay. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng và cảm ơn cha xứ rất nhiều đã có lời phát biểu. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời một cụ chánh cựu đại diện cho giáo xứ Quốc Lâm cũng có lời phát biểu trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính nhà xứ, thưa tất cả các vị
có hiện diện tại đại hội hôm nay và ngày hôm nay, cũng như các cụ bà. Vậy là thương yêu nhau thương cho chót. Hôm nay chúng tôi có chúng tôi để có cả các bạn ấy, và có cả trung cựu trung đương ấy. Rất là vinh dự cho ông chủ tịch, ông bà chủ tịch. Quá thời gian nhiệm kỳ, tất nhiên gọi là nhân vô thập toàn, có những lúc thiếu nhưng cũng có lúc thừa, có lúc đủ. Hôm nay ông bà có tổ chức kính mời cha xứ cũng như chúng tôi về đây, gọi là bữa vào bữa ra tổng kết. Thế thì cũng thay lời cho giáo xứ, thưa cha xứ, xin kính chúc ông bà có một sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp nhiều may mắn. Mà lại là bây giờ thì nghỉ rồi đây, nhưng mà cũng gần nhà thờ phải cố gắng mà đi nhà thờ đi lễ chứ, chứ đừng nữa giao khoán cho những mấy cái ông mới thì không được đâu. Đấy là trước khi dừng rồi, xin kính chúc ông bà chủ tịch và tất cả các vị có hiện diện đây một sức khỏe đầu xuân mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Cũng xin thưa quý vị, các vị thông cảm cho là tôi xin giới thiệu có một vị đại biểu cho giáo xứ nên là mừng nắng hoa ông bà chủ tịch. Xin kính mời. Trân trọng giới thiệu kính mời một vị đại diện chủ tịch cho đức bà. Vâng, xin một tràng vỗ tay của tất cả quý vị để chúc mừng và cảm ơn tới đại diện cho giáo xứ Quân Lâm ngày hôm nay đã có những lời phát biểu và có lãng hoa rất tuyệt thắng để chúc mừng. Và tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời tới một cụ trùng cựu đại diện cho họ đức bà nhà xứ. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa các cụ chánh phó trường sư cựu đương, các cụ trùng cựu đương, các chức danh bản sư Quân Âm, kính thưa các vị khách quý của gia đình ông bà ông chủ tịch. Thật là hồng ân Thiên Chúa cho ban. Cách đây 4 năm được các cụ chánh phó chú cựu đương, các cụ trùng cựu đương của giáo sư Quân Âm và cũng đồng thuận của cha sư cựu đã đưa ông bà Trùng Toàn là người họ xứ chúng con ra đảm nhiệm chức chủ tịch mục vụ của giáo sư Quân Âm niên khóa 4 năm 2014-2018. Vậy ngày hôm nay ông bà ông chủ tịch có tổ chức bữa phong hóa với sự nhất trí của cha xứ cũng như hội đồng giáo xứ cựu đương. Vậy tôi thay lời cho các cụ trùng cựu đương cũng như cộng đoàn giáo hội nhà xứ có xin chúc mừng cho ông bà chủ tịch đã mãn nhiệm khóa chủ tịch hội đồng mục vụ của giáo xứ 4 năm. Thay này lời cho giáo họ xin có lãng hoa chúc mừng cho ông bà chủ tịch đã làm xong nhiệm kỳ của mình. Và xin mời tới lãng hoa tươi thắm sẽ dành để chúc mừng cho gia đình ông bà chánh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn ngày hôm nay. Xin mời ông bà chủ tịch sẽ nhận hoa. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị chúc mừng cho ông bà. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời với bó hoa chúc mừng của đại diện hội đồng giáo xứ. Sau món quà này xin mời món quà của hội lòng thương xót Chúa xứ Quân Lâm. Nguyễn Văn Toàn. Vâng, những lá hoa rất tươi tắn ngày hôm nay sẽ được chúc mừng cho ông bà. Xin mời chào vỗ tay của tất cả quý vị để chúc mừng
xin mời ông hoa chúc mừng của tổ và dân phố khu 4. Xin mời ông hoa chúc mừng của đại diện tổ dân phố khu 4. Xin quý vị dành cho gia đình một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo xin mời món quà cũng như lời chúc mừng món quà của mẹ em và các con các cháu về phía gia đình nhà ông bà Tránh Chúa Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn, với những bó hoa và những lời chúc mừng về phía gia đình. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa của toàn thể quý vị để chúc mừng. Xin mời tại món quà tiếp theo anh chị Định và các cháu vâng ạ, với bó hoa cùng với những lời chúc mừng. Mời anh chị trước và các cháu bó hoa để món quà chúng ta cùng trở lại sân khấu để chúc mừng. Sau món quà của những bó hoa của anh chị trước và các cháu sẽ là bó hoa của cô nhà học sinh. Vâng, xin em trân trọng cảm ơn và chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn nữa. Xin mời đội con thiên nhiên của gia đình. Trọng kính Chánh sứ giáo sứ Quân Lâm, kính thưa các quý thầy quý dì, quý ban chánh phó trơn, các cụ bà phó trơn, chánh phó trơn, các ông trùm cựu đương của hội đồng mục vụ giáo sứ Quân Lâm, kính thưa các quý chức của hội đồng mục vụ giáo hội nhà xứ Quất Lâm. Thật là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho ông bà ông Cánh Toàn, là nơi thân sinh ra, là người thân của chúng con, được vun đắp giúp đỡ của cha xứ, tất cả các quý chức của hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo hội nhà xứ và cộng đoàn. Mới có ngày hôm nay thật sự được ra phục vụ để làm sư phụ tông đồ, làm vinh danh Chúa cho giáo xứ trong nhiệm kỳ 2014 cho tới 2018. Dẫu nhiên cũng có nhiều những khuyết điểm, nhưng được tình thương của cha xứ, các quý chức của hội đồng mục vụ giáo xứ Quất Lâm và giáo họ nhà xứ Quất Lâm và cộng đoàn, nhất là nhờ những lời cầu nguyện ân cần và chăm sóc giúp đỡ cho hôm nay ông Bảo Kiến Toàn được linh hướng của cha, cũng như tất cả các quý chức của giáo xứ có được một ngày tiệc mừng phong hóa. Vậy con cũng được phép thay lời cho ông Bảo Chánh Toàn hôm nay, xin trước hết đội ơn Chúa, cảm ơn cha cũng như tất cả các quý chức của hội đồng mục vụ giáo xứ Quất Lâm và giáo hội nhà xứ Quất Lâm. Xin Chúa và Đức Mẹ xuống ơn cho cha xứ có nhiều sức khỏe dồi dào, dẫn dắt đoàn trên của giáo xứ Quất Lâm, và đồng thời xin kính chúc tất cả các quý chức của hội đồng mục vụ giáo xứ Quất Lâm và giáo hội nhà xứ Quất Lâm được nhiều hồng ân của Chúa và hạnh phúc nhất. Đồng thời con không biết nói gì hơn, xin tiếp tục xin cha xứ và cộng đoàn cầu nguyện cho ông bà ông Chánh Toàn chúng con được tiếp tục sống trong đời sống đức tin, và cùng với cộng đoàn là người tín hữu tốt lành. Con xin dừng lời, xin kính chúc. B-
Và đến giờ này gia đình có sửa soạn bữa tiệc để cảm ơn tới tình cảm của tất cả quý vị đã đến với gia đình chúng tôi. Và xin nhờ tới bộ phận lễ tân của gia đình sẽ đón tiếp tới tất cả quý vị trong niềm vui hôm nay. Và trong lúc chờ đợi bộ phận lễ tân chuẩn bị bữa tiệc của gia đình để đón mời tới tất cả các vị đại biểu khách quý, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất nhẹ nhàng, rất tình cảm để mà tiền đề Bao La Tình Chúa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và giờ này xin được chúng tôi sẽ được trân trọng đón mời tới tất cả quý vị và xin mời cha xứ sẽ lên nguyện lời Chúa trước quý vị nâng ly rượu hồng hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Chúng ta này xin Chúa thánh hóa chúng ta và các thủ an chúng ta sắp lãnh nhận. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến đi Cha thể rất cũng như trên trời. Xin Cha để chúng con tha trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ta vô chẳng có tay nữa để cảm ơn và chúc mừng gia đình. Và đặc biệt là với niềm vui của gia đình được đón mời tới tất cả quý vị, xin mời Minh Huê sẽ trở lại với sân khấu. Vâng, và trở lại chương trình, mình xin phép được gửi tới toàn thể quý cha, quý dì cũng như toàn thể quý viên chức ca khúc Ngài Nâng Tôi Lên. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Chúa đến bên đang khiến tâm tôi bình yên.
Cảm ơn bộ ca khúc rất tuyệt vời vừa rồi Minh Huy đã truyền tải tới tất cả quý vị. Vâng, và ngay giờ này xin mời tới quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ cùng lắng nghe với lời phát biểu về phía gia đình. Xin mời đại diện gia đình ông bà Tránh Giuse Maria Nguyễn Văn Toàn sẽ lên sân khấu và có lời cảm ơn tới tất cả quý vị trong niềm vui hôm nay. Trọng kính cha Tránh xứ, kính thưa các cụ Tránh phó xứ Kiều Đương, kính thưa các cụ trùm cựu giáo họ Đức Bà nhà xứ, nơi chúng con sinh ra và lớn lên tại giáo họ. Kính thưa các cụ trùm, các quý chức cựu đương giáo xứ Quân Âm, kính thưa các bà Tránh phó xứ, kính thưa các quý khách của gia đình chúng con. Thật là hồng ân Thiên Chúa ban cho gia đình chúng con được cha xứ thương, các cụ hội đồng mục vụ giáo xứ thương đưa anh em chúng con ra gánh vác việc chung, việc đức mẹ quan thầy nói chung, bản thân con nói riêng. Hôm nay được sự quan tâm của cha xứ, các cụ cho phép gia đình chúng con tổ chức bữa tiệc phong hóa của giáo xứ. Trong sự tiếp đón của gia đình chúng con chắc hẳn vẫn còn thiếu sót nhiều. Trước hết con xin cha xứ, xin các cụ Tránh phó xứ Kiều Đương, các cụ trùm Kiều Đương giáo xứ Quân Âm thông cảm và lượng thứ cho gia đình chúng con. Cuối cùng con xin kính chúc cha xứ, các cụ trong hội đồng mục vụ giáo xứ Quân Âm, các cụ Tránh bà và các cụ phó và tất cả quý khách gia đình chúng con, cuối cùng con xin cảm ơn. Vâng, vừa rồi là lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình. Và một lần nữa xin được thay lời gia đình trân trọng cảm ơn tới
quý cha chánh xứ, quý thầy xứ, quý gì các cụ chánh phó trên xứ, các cụ trùng tiểu đương và các chức danh của giáo xứ cùng toàn thể quý vị và bà con đã đến với gia đình chúng tôi trong niềm vui hôm nay. Xin được chân trọng cảm ơn tới tất cả quý vị.